Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại NVC, Trung tâm Visa Mỹ, tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2020. Qua lịch cập nhật này, NVC xét cấp Case Number và Invoice ID Number, xét hồ sơ 6 bước của NVC, trả lời thư Ask NVC, mời mọi người cùng theo dõi. Trước khi đi vào video, mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Theo lịch cập nhật mới nhất của NVC, tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2020, cấp Case Number và Invoice ID Number cho những hồ sơ NVC nhận được từ Sở Di trú. Những hồ sơ này đã được chấp thuận ngày 9 tháng 10 năm 2020 so với tuần trước, tăng được 4 ngày. Thời gian thông thường để NVC nhận được hồ sơ từ Sở Di trú gửi qua khoảng 30 cho đến 45 ngày sau khi hồ sơ đó đã được chấp thuận. Tính đến ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2020, NVC đã xét hồ sơ nộp đủ giấy tờ 6 bước đến ngày 4 tháng 8 năm 2020 so với tuần trước, tăng được 4 ngày. Theo thông tin mới nhất từ NVC, trung tâm đang ưu tiên xét hồ sơ cho 4 diện CR1, IR1, CR2, IR2. Bởi vì 4 diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên sẽ ưu tiên cho 4 diện này để được phỏng vấn trước. Tuy nhiên, vẫn sẽ hồ sơ của các diện F để thực hiện 6 bước của NVC như nộp bộ hồ sơ dân sự, bộ hồ sơ tài chính, đóng tiền, v.v. Tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2020, NVC đang trả lời đơn Ask NVC của các cô chú, anh chị và các bạn hỏi thăm về tình trạng hồ sơ đến ngày 9 tháng 10 năm 2020, tăng được 3 ngày so với tuần trước. Cô chú, anh chị và các bạn có thể truy cập vào nguồn mình đã để đường dẫn bên dưới để xem trực tiếp hơn. Đây, mẫu form Ask NVC, đường dẫn để đi đến mẫu form này Thắng đã để bên dưới. Cô chú, anh chị và các bạn có thể truy cập vào thông qua mẫu form này. Các cô chú, anh chị và các bạn có thể hỏi NVC xin Case Number và Invoice ID Number nếu chưa nhận được, cập nhật địa chỉ nhà của người bảo lãnh nếu họ đổi địa chỉ mới, hỏi thăm về tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên đã đáo hạn so với lịch mở hồ sơ hàng tháng. Cách điền vào mẫu form để ghi câu hỏi cho NVC, Thắng đã có video hướng dẫn, đường dẫn Thắng để trên màn hình và sẽ để trong phần mô tả bên dưới của video này. Lịch giải quyết hồ sơ của NVC sẽ được Thắng cập nhật hàng tuần vào ngày thứ hai cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn theo dõi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. I never made it, but I know.